Thí sinh tiếp theo, thí sinh mang mã số THT094, bạn Huỳnh Minh Tú, một tràng pháo tay dành tặng cho bạn. Dự kiến đêm nay sẽ là một đêm không có phụ nữ, một đêm tàn đực với rượu. Chào bạn, mình bạn lấy micro. Đó, bạn này khác hẳn các bạn kia ha. Dạ, là đầu tiên thì cho em xin gửi là chào đến ban giám khảo và với mọi người đang có mặt trong cà phê tượng tối hôm nay. Khác cái bạn kia đúng không mấy anh chị? Khác cái mặt á. Đây là bị mỏi cỏ ha. Dạ, đúng rồi, dạ. Bạn cao mét nhiêu? Dạ, chắc 7 mấy. Nặng nhiêu ký? 6 mấy. Có bạn gái chưa? Chưa. Biết rồi. Bây giờ chúng ta cùng đến với bạn những cái khúc sẽ thôi cho con. Vâng, mà sẽ thôi, chờ mong xin được gửi các bạn vỗ tay nào. Anh thôi nhớ.
mai sau bạn chưa có bạn gái rồi đó. Bạn ơi, dạ. Giờ nghe nhận xét nha. Rồi, sẵn sàng, xin mời ban giám khảo. Xin chào Minh Tú. Thì cái đường đầu tiên của, cái đường đầu tiên của bạn đó là bạn nhìn cao ráo và sáng sủa, sân khấu. Chưa sủa chiều sủa. Cái giọng hát của bạn thì nó là một giọng hát có lực, hát to rõ khỏe và nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Tức là nó hát to, hát rõ, hát đúng nhạc. Còn hay thì chưa hay. Và hát cái quãng giọng của bạn nó hơi bị ngắn. Tức là từ cái nốt thấp nhất của bạn đến cái nốt cao nhất của bạn nó rất là ngắn. Cái bài này thực ra bạn hát cái tông vừa rồi là một cái tông rất là thấp, nhưng mà bạn lên nốt cao thì chưa được. Bạn lên nó hay bị tét ra. Và bạn hát thì chưa biết kiểm soát cái micro, cái kiểm soát cái âm lượng của giọng hát của bạn. Nhiều khi bạn hát rất là to, nó rất bị to và nó bị ồn. Rồi cái cách xử lý bài hát của bạn á, thì bạn đã có cố gắng để đặt cái mình tập mình ngồi hát, nhưng mà cái đó nó chưa có hiệu quả. Do là cái giọng hát của bạn nó còn cần trau dồi thêm, phải cầu dũa nó thêm để cho nó có thể là nó đẹp hơn, nó đầy đủ hơn, nó tròn trịa hơn. Bây giờ bạn chỉ là làm một cái giọng hát và có một cái giọng thôi, một cái giọng đó là to rõ. Mình nghĩ là mình nên tập, cố gắng tập thêm nhiều để có thể trình bày một bài hát hay hơn và để khán giả nghe thì tốt hơn, chứ không ạ. Xin cảm ơn sự hát sức cho mình, Cao Long. Xin mời giám khảo Hoàng Diệp. Cao Long coi như là nói hết rồi, nhưng mà có điểm là mình thấy bạn hơi nhút nhát thôi. Lại những cái lời Jerry nói chỉ là vui thôi, bạn đừng có để buồn nó. Kệ mở tôi đi, kệ. Nhưng mà trời cho cái gì, không cho hết đâu bạn. Bạn cao đẹp trai rồi, giọng hát bạn phải luyện nhiều thôi. Chị luyện nhiều mới hay thôi. Vậy nha, chúc mừng bạn. Chị nói giống như cái kiểu mà bụng to rồi so nó ngắn á, dạ. Khó hiểu quá. Thôi mời anh Bảo đi. Đã rồi. Thì Cao Long với Diễm thì đã nói hết rồi. Mời Diễm khỏi nói luôn nha.